Thì chúng ta bây giờ hãy chuyển qua và nói tới những cái tình hình on-chain đi. Thì trước hết chúng ta hãy nhìn vào tài liệu ở trên classno thì um, chúng ta sẽ nói với Bitcoin. Thì chúng ta thấy được là một trong những điều mà thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan đến cái số lượng ví ở trên mạng lưới Bitcoin mà có hơn 1.000 Bitcoin. Xem coi tình hình như thế nào. Thì các bạn thấy được là đây là cái tình hình của những cái địa chỉ ví mà có hơn 1.000 Bitcoin Thì chúng ta thấy là trong cái thời gian bao nhiêu năm qua thì cứ tăng trưởng liên tục Nhất là các bạn thấy cái sự tăng trưởng rất mạnh từ cái thời điểm là tháng 9 của năm 2018 Lúc này là lúc mà giá Bitcoin rất là thấp Các bạn thấy được chỉ có là 6.500 đô mà thôi Thì từ đó đã có sự tăng trưởng như là càng ngày càng nhiều cái ví có hơn 1.000 Bitcoin xuất hiện như là càng ngày càng có nhiều cá voi xuất hiện Mãi cho đến cái thời điểm chúng ta còn đã biết là cái thời điểm là tháng 2 khoảng chừng là ngày 9 tháng 2 là cái đỉnh trước khi mà cái đường màu vàng này điều chỉnh cho xuống thì các bạn thấy được là đường zoom vào trong tình hình này đó thì chúng ta thấy rất rõ ràng là cái số lượng địa chỉ ví mà có hơn 1.000 Bitcoin đã không tiếp tục đi xuống nữa mà đã hầu như là cân bằng lại ở cái mức này. Như được đã chia sẻ với các bạn, đây là một dấu hiệu chúng ta muốn thấy, chúng ta không muốn thấy cái đường màu vàng này có tiếp tục đi xuống ngoài. Có nghĩa là càng ngày càng ít cá voi trên thị trường crypto này chúng ta muốn thấy được là cái số lượng ví có hơn 1 Bitcoin được cân bằng lại và có nhiều lý do tại sao mà cái đường màu vàng này lại điều chỉnh đi xuống Tại sao càng ngày lại càng có ít cá voi thì có thể là nhiều bạn cho là cá voi đã chút là một phần Có thể là có những người mà có nhiều Bitcoin họ muốn chia ra làm nhiều ví để mà lưu trữ chứ không có lưu trữ ở một ví Đó cũng có thể là cái lý do Và cái lý do thường đã chia sẻ với các bạn là cái thời điểm mà các bạn thấy được là cái đường màu vàng này cân bằng lại là cái thời điểm cuối tháng 3 thì các bạn cũng đã thấy được là cuối tháng 3 đó chính là cuối cái quý 1 của năm 2021 Thì có thể là nhiều tổ chức đầu tư họ phải cân bằng cái danh mục đầu tư của họ lại Để cho cái phần trăm Bitcoin không có lớn quá Tại vì giá Bitcoin đã tăng rất là nhiều trong cái thời gian 6 tháng qua Từ các bạn thấy được là 6 tháng trước giá Bitcoin đâu có là bao nhiêu đâu Có thể nói là trong vòng 6 tháng qua Để thường cho các bạn thấy được là cái thời điểm 6 tháng hoạt nghĩa là tháng 10 của năm 2020 thì lúc đó giá Bitcoin các bạn thấy chỉ có xoay quanh 10.000 đô mà thôi đã tăng lên 6 lần rồi cho đến thời điểm bây giờ thì tăng lên 5 lần nhưng mà cái thời điểm là cuối tháng 3 thì tăng lên giống như là 6 lần rồi cho nên đây cũng là một cái dấu hiệu tốt chúng ta muốn tiếp tục thấy cái đường mà vàng này giữ được cái mức này hay là có sự tăng trưởng tích lũy trở lại chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái tài liệu tương tự nhưng mà liên quan tới Ethereum đi thì chúng ta có thể bấm vào balance C đối với Ethereum các bạn thấy được là cái mà Thùng muốn xem đó chính là những địa chỉ ví mà có hơn 10.000 Ethereum. Các bạn thấy được chúng ta nói tới 1.000 Bitcoin đó hồi nãy đó. Thì 1.000 Bitcoin nhưng cho bây giờ Bitcoin là khoảng 50.000 đô một Bitcoin. Thì có nghĩa là những cái ví đó có ít nhất là 50 triệu. Các bạn thấy được là đây là 50 triệu. Nhưng mà nói tới Ethereum thì chúng ta phải nhìn vào những cái ví mà có hơn 10.000 Ethereum. Nhưng cho cái giá hiện tại là 2.300 đô. Thì đây là những cái ví mà có ít nhất là 23 triệu đô la. Thì các bạn thấy được là cái số lượng địa chỉ ví mà có hơn 23 triệu đô la tính theo giá hiện tại như là có hơn 10.000 đồng Ethereum đã có cái sự tăng trưởng bắt đầu là tháng 11 và tăng trưởng mãi cho tới bây giờ nhất là các bạn zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn là từ thời điểm từ 10 tây tháng 4, lúc này giá Ethereum là khoảng 2.100 đô thì đã có cái sự tăng trưởng rất là mạnh các bạn thấy được cái đường màu xanh này đã có cái sự bật lên có nghĩa là càng ngày càng có nhiều địa chỉ ví có hơn 10.000 Ethereum và như thường chia sẻ với các bạn 10.000 Ethereum nghĩa là 23 triệu như là chúng ta thấy càng ngày có càng nhiều có vôi trên mạng lưới của Ethereum hơn đương nhiên các bạn thấy đây chỉ là những cái dữ liệu on chain mà thôi chúng ta đương nhiên không biết được là ai đứng sau lưng những địa chỉ ví này một người có thể là có nhiều ví và ngược lại một ví có thể là thuộc vào nhiều người như là viết của công ty hay là ví của sàn giao dịch vân vân chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những cái tài liệu thông thường như là nhiều bạn muốn biết là chỉ số nô no bây giờ như thế nào thì các bạn thấy được là chỉ số nô no bây giờ rất là ok các bạn thấy được là tình hình thì cái đường màu xanh lá cây này đã điều chỉnh xuống nhưng mà nào mà mới tham gia vào thì các bạn cũng nên hiểu là mỗi lần mà chúng ta thấy cái đường mà có nhiều màu này chuyển thành màu xanh dương như là các bạn thấy ra đây là cái tình hình của năm 2013 hay là các bạn thấy đây là tình hình của năm 2017 Thì mỗi lần mà màu xanh như xuất hiện Đây là cái dấu hiệu đỉnh của chỉ số No NUPL này Thì tình hình bây giờ như thế nào? Các bạn thấy được là Sau khi mà chúng ta xém thấy cái đỉnh Đó chính là ngày 21 tháng 2 Lúc đó chỉ số này là ở 0.748 Khi mà chỉ số này lên tới 0.75 Thì sẽ chuyển thành màu xanh dương Nhưng mà cuối cùng đã điều chỉnh rất đúng lúc Bây giờ thì các bạn hãy được tiếp tục điều chỉnh Ở điểm bây giờ đó thì chỉ số này vẫn còn cách rất là xa Chỉ số này bây giờ là 0.61 Ở mức là 50.000 Có nghĩa là các bạn hãy được chúng ta nhìn lại Thời gian trước đây đó Thì 0.61 thì chỉ có là 30.000 đô mà thôi lên tới 58.000 đô Có nghĩa là tăng 28.000 có nghĩa là ở mức này 50.000 có thể lên tới cái mức 80.000 trước khi mà chúng ta có cái nguy cơ đường màu xanh lá cây này chuyển thành màu xanh dương và các bạn thấy được là càng điều chỉnh chỉ số này càng nguội thì càng tốt cho cái giá cả chúng ta có thể là có thêm khoảng cách để có thể là tăng cái giá lên trước khi mà có cái nguy cơ chuyển thành màu xanh dương đây là một cái chỉ số mà thôi và khi mà giá cả điều chỉnh như vậy đó rất là tốt Các bạn thấy được chúng ta nhìn vào cái số lượng Bitcoin mà di chuyển trên mạng lưới Thì bây giờ các bạn thấy được là cái đường màu vàng này đã rời khỏi cái dùng màu đỏ Đó chính là cái dùng mà nhiều người có lời Chúng ta không muốn có nhiều người có lời như vậy Tại vì càng nhiều có lời thì càng có nhiều người có thể chốt lời Đây là một cái lực bán mà các bạn cần định hiểu Cho nên cái dùng màu đỏ này là cái số lượng Bitcoin mà có lời hơn 95% Thì các bạn thấy được là những cái thời điểm mà có nhiều người có lời là những cái thời điểm mà chúng ta dễ dàng thấy giá điều chỉnh tại vì chỉ cần một cái thông tin gì mà đáng lo ngại thôi thì những người mà đang có lời họ sẽ bảo vệ cái tài sản của họ bằng cách là chốt lời. Cho nên chúng ta muốn thấy đường màu vàng này rời khỏi vùng màu đỏ và cuối cùng các bạn thấy đây chúng ta đã rơi về cái vị trí là 83%, rất là tốt. Thuận thì muốn thấy cái con số này dưới 85%. Bây giờ chúng ta đã xuống dưới 83% rồi. Đây là một điều rất là tốt để chúng ta thấy được là càng ngày càng ít người có lời hơn thì những người mà thu mua Bitcoin họ sẽ lưu trữ để có cái phần trăm tăng trưởng nhiều hơn trước khi mà họ chốt lời chứ những người mà có lời nhiều như đã chia sẻ chỉ cần một thông tin gì xấu thôi thì sẽ dẫn đến là giá đi xuống rất là nhanh tại vì người ta sẽ chốt lời và chúng ta tính cách nào thì bạn được cũng tương tự cái đường mà vàng này đã rời khỏi cái vùng màu đỏ có nghĩa là chúng ta đã không còn nhiều bịch không có lời nữa bây giờ ước tính là khoảng 83,49% lại đang có lời mà thôi dựa theo dữ liệu on chain thì kế tiếp các bạn thấy được những cái chỉ số khác thì đương nhiên là chỉ số no bây giờ còn cách xa thì những cái chỉ số khác cũng như vậy mà thôi các bạn thấy được là o holler thì cũng như vậy đường màu vàng này vẫn còn cách cái vùng màu đỏ rất là xa mỗi lần mà đi vào vùng màu đỏ thì các bạn cũng đã thấy đây là dấu hiệu của đỉnh của những cái năm trước đây là năm 2011, đây là năm 2013 và đây là năm 2017 chỉ cần đi vào vùng màu đỏ này thì chúng ta sẽ cái nguy cơ là có dấu hiệu đỉnh dựa theo những cái chỉ số như là R hay là Pure hay là Market Capital Cap to các bạn thấy được là tất cả đều còn khách xa cái dù màu đỏ và chúng ta nhìn vào một cái chỉ số khác đi đó chính là cái chỉ số SOPR này đây là một cái chỉ số mà dựa theo dữ liệu on chain đó, thì những cái Bitcoin mà đang được di chuyển bây giờ đó thì so với cái giá mà được nạp vào ví với cái giá mà di chuyển ra đó thì có lời hay lỗ thì các bạn thấy được là cái chỉ số này bây giờ đã điều chỉnh trở xuống và các bạn thấy được là ngày 23 tây cho đến ngày 24 đây thì hầu như là đang ở cái mức là số 1 có nghĩa là những Bitcoin bây giờ giao dịch đó, thì dựa theo dữ liệu on chain là không có lời nhiều có nghĩa là phần lớn những giao dịch bây giờ là chúng ta cần phải thấy Bitcoin tăng giá lên rất nhiều trước khi mà nhiều người có lợi nhuận cao cũng tương tự các bạn thấy đây là một cách nhìn khác so với cái cách nhìn mà chúng ta mới vừa nói tới về cái số lượng Bitcoin đang có lời là bao nhiêu phần trăm đây là những cái dữ liệu ở trên classno mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua và nhìn vào những cái dữ liệu tương tự nhưng mà liên quan đến cái tình hình ở trên crypto khoan đi thì nói tới tình hình ở trên crypto khoan thì đương nhiên một trong những điều chúng ta muốn nhìn thấy là trong cái thời điểm bây giờ thì có nhiều bitcoin nạp lên trên sàn so với lúc ra hay là không thì đương nhiên các bạn thấy được là trong cái thời gian là hai ngày qua thì chúng ta đều là có cái số lượng bitcoin nạp vào nhiều hơn rút ra nhưng mà không có đáng kể các bạn thấy được chúng ta nhìn tổng quát thì hai cái thanh mà màu đỏ này đi lên cũng không có nhiều. Chúng ta nhìn vào trong dòng mấy tiếng đồng hồ qua đi thì các bạn thấy được là trong dòng mấy tiếng đồng hồ qua các bạn thấy được là cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. À, cái số lượng bitcoin nạp vào rút ra đó thì cũng không có đáng kể. Tuy là có nhiều bitcoin nạp vào hơn. Đây là cái tài liệu liên quan tới bitcoin nạp vào và rút ra thì các bạn thấy được là trong cái thời điểm mà có sự điều chỉnh này thì chúng ta có thêm một số lượng Bitcoin trên cái sàn giao dịch như là các bạn nhìn thấy trên màn hình thì thường zoom ra tuy là các bạn thấy được là chúng ta cũng có cái số lượng Bitcoin trên sàn tăng lên một chút nhưng mà chúng ta nhìn xa hơn thì cái xu hướng vẫn là cái xu hướng đi xuống cái sự tăng trưởng này không có đáng kể so với cái xu hướng cái đường màu đỏ này ngày càng đi xuống nghĩa là càng ngày càng ít Bitcoin trên sàn hơn có nghĩa là càng ngày càng nhiều Bitcoin được rút ra khỏi sàn chúng ta thấy được tình hình cũng như vậy mà thôi. Tình hình liên quan đến là các bạn thấy là có bao nhiêu Bitcoin được đưa lên sàn trong cái thời gian là cuối tuần qua thì các bạn thấy được cũng không có gì gọi là quá đặc biệt. Các bạn thấy được là đây là những cái dữ liệu trong cái thời gian cuối tuần qua. Nhưng Zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn. Thì có những cái thời gian nào mà có nhiều Bitcoin được đưa lên sàn hay là không thì chúng ta thấy không có gì gọi đặc biệt. Tình hình cũng rất là im lặng và liên quan đến là trong cái thời gian cuối tuần qua thì có nhiều đầu ổn định, được nạp lên trên sàn hay là không thì đi hình zoom vào các bạn thấy rõ ràng hơn là cũng không có gì gọi là quá đặc biệt các bạn thấy được là những lúc mà chúng ta có nhiều độ ổn định được nạp lên trên sàn đó chính là những lúc mà các bạn thấy là ngày 22 tây thì lúc đó giá là 49 ngàn còn lại các bạn thấy được là ngày 24 tây ngày hôm qua thì cũng lúc là 49 ngàn hầu như là ở mức 49 ngàn là mức mà chúng ta thấy có một số đồng ổn định được nạp lên trên sàn đương nhiên đây là cái dấu hiệu tốt càng nhiều độ ổn định được nạp trên sàn càng tốt mà ngược lại càng nhiều bitcoin nạp trên sàn càng xấu tại vì nạp lên trên sàn thì sẽ có nguy cơ là bị bán giá sẽ đi xuống động định nạp lên sàn thì sẽ có cơ hội dùng cái đó để mà thu mua thì giá crypto sẽ tăng lên các bạn thấy được cái số lượng giao dịch động định trên sàn cũng không có gì gọi là quá đặc biệt chúng ta bây giờ nhìn vào tình hình của coinbase pro outflow nghĩa là cái số lượng bitcoin rời khỏi sàn của coinbase pro thì để hùng refresh channel lại các bạn sẽ thấy được là trong cái tình hình là giá đi xuống này chúng ta sẽ zoom vào thì các bạn thấy được là cái tình bây giờ cũng không có gì đặc biệt chúng ta vẫn chưa thấy cái dấu hiệu là có nhiều bitcoin rời khỏi sàn trong cái thời gian cuối tuần qua thì có một số đợt các bạn thấy được là như là chúng ta thấy cái ngày 23 tây đó thì có 2.500 bitcoin rời khỏi sàn ở mức là 50.300 và các bạn thấy được hôm qua tới hôm nay đây thì có hai đợt một đợt là có 1.600 bitcoin rời khỏi sàn ở mức là 49.000 và 2.000 Bitcoin rời khỏi sàn ở cái mức cũng là 49.000 Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái thời gian xa hơn đó thì bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin rời khỏi sàn trên sàn Combi Pro trong thời gian cuối tuần qua không đáng kể so với những cái đợt mà thật sự là chúng ta thấy cái dấu hiệu rõ ràng hơn là cái số lượng lớn Bitcoin rời khỏi sàn Coinbase Pro và đương nhiên đây là một sàn mà hỗ trợ nhiều công ty, nhiều tổ chức đầu tư thu mua sau đó họ đem Bitcoin ra khỏi sàn. Chúng ta vẫn chưa thấy cái hiện tượng này xảy ra. Kế tiếp là liên quan tới funding rate thì các bạn thấy được funding rate hầu như là không còn bao nhiêu ở thời điểm bây giờ có nghĩa là thị trường bây giờ là nhiều trader thì rất là cẩn thận không có dám đặt những định lớn cho nên cái funding rate bây giờ thì khá là cân bằng giữa người mua và người bán short và long thì chúng ta thấy là cái funding rate thì bây giờ là khá là cân bằng và chúng ta nhìn vào cái số lượng lệnh futures ở trên những sàn giao dịch thì các bạn thấy được là hợp đồng tương lai trên những sàn giao dịch thì cũng đã có cái sự giảm xuống tuy là vẫn còn cao khi mà chúng ta so sánh với cái thời gian là chỉ có cách đây um, 3 tháng thôi nhưng mà các bạn thấy là đã giảm xuống so với cái mức cao đó chính là cái thời điểm giữa tháng tư mới đây và đây cũng là một thông tin thường đã chia sẻ với các bạn thì càng ít người margin càng ít người future thì sẽ không có những cái rủi ro như là bị short squeeze hay là long squeeze thì sẽ dẫn đến là giá cả không có bực mạnh lên thì này xuống tại vì bây giờ nhiều nhà trader thì cũng khá là cẩn thận họ không có muốn mạo hiểm quá lớn ở thời điểm bây giờ cho nên cái tình hình giao dịch thì cũng không gì gọi là quá đặc biệt và chúng ta nhìn vào cái giá trên sàn của Coinbase so với lại của giá trên sàn của Binance thì để thường zoom vào các bạn sẽ thấy rõ ràng hơn là trong cuối tuần qua tình hình thì bây giờ sàn Coinbase cái giá vẫn cao hơn là sàn Binance nghĩa là có lực mua đến từ sàn Coinbase và sàn Coinbase Pro là sàn mà chúng ta cũng mới vừa nói tới là nhiều tổ chức đầu tư sử dụng nhưng mà cái giá khác biệt bây giờ không có cao các bạn thấy được là chỉ xoay quanh cái mức là 40-50 đô mà thôi cái giá phải 90 đô 100 đô hay là hơn 100 đô thì mới cho chúng ta thấy được là có cái lực mua rất lớn. Bây giờ lực mua nhiều hơn là sàn Binance nhưng mà không có coi như là lớn. Chúng ta nhìn vào tài liệu kế tiếp on chain thì liên quan tới những thời đào thì các bạn cũng đã thấy được là thời đào thì không có sự thay đổi. Giá đã có sự điều chỉnh trong vòng một tuần qua nhưng mà thời đào thì vẫn bất động. Các bạn thấy được từ đầu tháng 3 tới bây giờ thì chỉ số này thậm chí nhiều lần là cái chỉ số âm các bạn thấy được chỉ số này phải hơn con số 2 thì mới gọi là thợ đào bán nhiều bây giờ thợ đào không có đồng tĩnh gì hết nguyên là những người thợ đào vẫn tiếp tục đào bitcoin và tiếp tục lưu trữ mà không có bán ở thời điểm bây giờ chúng ta không thấy dấu hiệu bán nhiều đến từ những cái ví của thợ đào nói tới thợ đào thì chúng ta nhìn vào hash rate nghĩa là cái tốc độ trên mạng lưới bitcoin thì đã hồi phục được rất là nhiều các bạn thấy được là hầu như đã hồi phục trở lại hơn phân nửa rồi có nghĩa là chúng ta chỉ còn cách đỉnh không có xa nữa cái tốc độ đào bây giờ coi như không còn là một mối lo ngại nữa chúng ta cũng đã nhớ là tốc độ đào đột ngột giảm xuống rất là nhanh theo thống kê là giảm xuống khoảng chừng là 40% tại vì chúng ta có cái hiện tượng mất điện ở một số thành phố Trung Quốc như là Tân Cương nhưng mà tốc độ đào bây giờ đã hồi phục lại rất nhiều chúng ta bây giờ chuyển qua nói về Tewium đi thì cũng có những cái thông điệp tương tự khi mà thì được lại Tewium đó thì chúng ta thấy là trong cái thời gian 3 ngày qua thì uh, Ethereum nạp lên trên sàn cũng nhiều hơn là rút ra và đặc biệt là các bạn thấy được là đây là cái tài liệu của ngày 22 tây thì chúng ta có cái số lượng Ethereum nạp vào hơn là rút ra là 282.000 Ethereum cũng coi như đáng kể trong cái thời gian gần đây nhưng mà chúng ta nhìn vào tình hình xa hơn đó các bạn thấy được là đương nhiên chúng ta zoom vào thì các bạn thấy được là cái đường màu đỏ này là còn bao nhiêu Ethereum trên những sàn giao dịch thì càng ngày càng ít đi nhưng mà trong cái đợt đi xuống giá này thì cũng có một số Ethereum được nạp lên sàn nhưng mà khi mà zoom ra đó thì các bạn thấy được xu hướng cũng như là Bitcoin càng ngày cái số lượng Ethereum trên sàn càng khan hiếm đi. Kế tiếp là các bạn thấy được là đây là cái số lượng Ethereum được nạp vào hệ thống Ether 2.0 thì bây giờ cái số lượng Ethereum nạp vào Ether 2.0 đã lên tới 3,43%. Chúng ta tính theo cái số lượng Ethereum thì đã lên tới là 3,96 triệu, có nghĩa là gần 4 triệu Ethereum đã được nạp vào Ethereum 2.0 và càng nhiều TVM được nạp vào ETM 2.0 thì càng cho thấy được lòng tin của những nhà đầu tư đối với hệ thống ETM 2.0 là như thế nào. Các bạn cũng nên biết là ngày hôm qua thường cũng đã nạp ETM vào ETM 2.0 thông qua sàn Coinbase. Thì khi mà các bạn tham gia vào ETM 2.0 đó thì các bạn sẽ không thể rút ra được, các bạn không thể di chuyển được, các bạn cũng không thể bán được. Cho đến khi nào mà cái mạng lưới ETM thành công, cái phiên bản 1.5 thì lúc đó mới có thể rút gãi và sử dụng Ethereum 2.0 được chứ nếu không thì cái số Ethereum nạp vào mạng lưới Ether 2.0 này sẽ bị lock lại và không làm được gì hết và chứng đoán là khoảng một năm nữa thì mới có Ethereum 2.0 phiên bản 1.5 và các bạn thấy được tình hình bây giờ đó thì uh, hàng ngày cái số lượng Ether được nạp vào 2.0 nó thì cũng khá là ổn định các bạn thấy được là chúng ta xoay quanh nó mức là khoảng 10.000 Ethereum mỗi ngày được nạp vào mạng lưới Ether 2.0 này thì nhiều bạn hỏi thường là khi mà chúng ta nói tới ITM 2.0 đó thì tại sao thường lại lựa chọn là tham gia ITM 2.0 thông qua sàn Coinbase trong khi mà sàn Coinbase nói là có thể có được lợi nhuận lên tới 6% nhưng mà tham gia thông qua sàn Binance thì lợi nhuận có thể lên tới là 20% và các bạn thấy được là đây chỉ là lợi nhuận lên tới mà thôi chứ không phải có lợi nhuận chính thức tại vì các bạn thấy được là tùy theo là mạng lưới có bao nhiêu người tham gia staking thì cái phần thưởng sẽ được chia ra cái số người đó càng nhiều người stake càng nhiều tiền tham gia vào staking thì cái phần thưởng nó sẽ càng giảm xuống. Thì dựa theo cái biểu đồ này trên trang web của Binance thì hiện bây giờ là cái phần trăm tiền lợi staking là khoảng trăm khi mà tham gia vào stake Ethereum 2.0 thông qua sàn Binance thì so với lại Coinbase thì sẽ tốt hơn nhưng mà sàn Binance.com là một sàn mà không có hỗ trợ Hoa Kỳ hiện bây giờ cho nên không thể sử dụng sàn Binance.com được ở Hoa Kỳ thường chỉ có thể lựa chọn những sàn như là Coinbase mà thôi Nhưng mà theo đúng biết là sàn Binance thì khi mà tham gia vào staking đó, phần tiền lợi sẽ cao hơn Và sàn Binance sẽ cho các bạn một cái Ether 2.0 đại diện các bạn có thể mua bán Những cái Ether đó mà không cần phải đóng băng cái số tiền của mình Không giống như là trên Coinbase bạn phải đóng băng cái số tiền đó cho đến khi nào mà sàn Coinbase cho các bạn một cái đồng Ether 2.0 làm đại diện mà thôi thì vẫn còn một số bạn có rất nhiều câu hỏi liên quan tới hệ thống Ethereum 2.0 này là như thế nào thì tôi sẽ có một cái video để mà giải thích thêm về hệ thống Ether 2.0 này. Nhưng mà những mà nào mà chưa có tham gia vào staking thì các bạn cũng có thể tìm hiểu uh, staking để có thể có thêm thu nhập khi các bạn lưu trữ một số đồng, nhất là những mà nào mà đang đầu tư vào đồng Cardano. Thì các bạn có thể lên trên web uh, thuậncapital.com và các bạn có thể tìm kiếm cái từ staking thì sau đó các bạn sẽ được là bấm vào chữ staking bên dưới này sẽ có rất nhiều những bài viết và cái bài viết các bạn muốn tìm hiểu nếu các bạn lưu trữ đồng Cardano đó chính là hướng dẫn staking ADA thông qua một cái pool hợp tác với lại đội của thuận Capital thì các bạn có thể là tham gia vào staking thông qua nhiều loại ví khác nhau. Các bạn có thể tham gia vào staking trực tiếp à, thông qua cái ví cá nhân của các bạn hay là thông qua cái ví trên Trezor thông qua cái ví ADA Lite các bạn có nhiều sự lựa chọn thì trên đây sẽ có những thông tin cho các bạn hiểu rõ hơn làm sao để mà tham gia vào staking và cũng có một cái telegram cho những người nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu và tham gia vào staking với đội thùng capital thì bọn tham gia vào cái telegram staking để được hỗ trợ và đây là những thông tin mà thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital các bạn có thể bấm vào cái link ở bên dưới để tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi mà đăng ký sàn binance thông qua link của thùng capital hay là các bạn có thể nhận được cái bonus lên tới 1.600 đô khi mà các bạn tham gia vào sàn Bybit thông qua link của Thuận Capital với gửi tiết kiệm lãi suất lên tới 15%. À, sàn Probit, một sàn có trụ sở ở Hàn Quốc và chấp nhận giao dịch từ khắp nơi trên thế giới. Sàn MT một sàn margin có hỗ trợ copy trade. Sàn FTX một sàn rất nổi tiếng mà nhiều bạn cũng đã biết. Sàn Binance US dành cho những bạn nào mà sống ở Hoa Kỳ mà muốn giao dịch altcoin hay là sàn Coinbase nhiều bạn cũng đã biết ứng dụng BlockFi ứng dụng lending có lãi các bạn có thể tham gia để nạp những đồng như là bitcoin, ethereum, litecoin vân vân và có thể nhận được lãi suất hàng tháng đến từ blockfi thuộc đã tham gia từ nhiều tháng và bây giờ bonus vẫn là lên đến 250 đô và crypto một cái dịch vụ mà các bạn cũng đã rất quen thuộc rồi và đây những thông tin mà Thuần muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuần hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn